trong ngày mùng 6 tháng 8 chủ yếu trên cả nước sẽ xuất hiện mưa rông cục bộ có mưa to cần đề phòng nguy cơ ngập úng lũ quét sạt lở đất thông tin từ trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đêm mùng 5 tháng 8 và sáng sớm ngày mùng 6 tháng 8 ở khu vực bắc bộ thanh hóa và nghệ an tây nguyên và nam bộ có mưa rào và rông cục bộ có mưa to Dự báo trong ngày và đêm mùng 6 tháng 8, khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An tiếp tục có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 40 đến 80 mm, có nơi trên 100 mm. Trong nhiều ngày tới Tây Nguyên và Nam Bộ sẽ có mưa to với lượng mưa từ 20 đến 40 mm trên 24 giờ, có nơi trên 50 mm trên 24 giờ. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng thấp. Thời tiết của các vùng trên cả nước vào ngày thứ Bảy, mùng 6 tháng 8. Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có lúc có mưa rào và rồng. Cục bộ có mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ, cao nhất 30-32 độ. Phía Tây Bắc bộ nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có rồng. Gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ, có nơi dưới 22 độ, cao nhất 29-32 độ, có nơi trên 32 độ. Phía đông bắc bộ nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giải rác có rông, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ. Vùng núi có nơi dưới 23 độ, cao nhất 29-32 độ, có nơi trên 32 độ. Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, ngày có mưa rào và rông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và rông rải rác. Cục bộ có mưa to, gió Tây Nam cấp 2-3, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ, cao nhất 30-33 độ, có nơi trên 33 độ. Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông rải rác, gió tây nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ thấp nhất 24 đến 27 độ, cao nhất 31 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ. Tây Nguyên có mây, có mưa rào và rông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có rông, cục bộ có mưa to, gió tây nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ thấp nhất 20 đến 23 độ, cao nhất 27 đến 30 độ, có nơi trên 30 độ. Nam Bộ có mây, có mưa rào và rông vài nơi. Riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có rông. Cục Bộ có mưa, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 đến 26 độ, cao nhất 30 đến 33 độ.